Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện Y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian ở đó trong vai trò nhân viên giao tế. Và mọi thắc mắc xin quý vị gọi cho Hương Thơ số 714-378-7969. Và quý vị đang nghe phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Daniel Dũng Trương, một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh rất nổi tiếng trong ngoài ở trong cộng đồng chúng ta mà còn khắp thế giới. Bác sĩ ngoài biệt danh là bác sĩ có phép lạ mà bác sĩ còn được một danh hiệu khác là King Parkinson, là vua Parkinson, là bác sĩ chuyên trị những các bệnh liên quan đến Parkinson và những cái bệnh rối loạn cử động khác. Và trước khi bắt đầu thì Hương Thơ xin nhắc là có một thông báo về một cái tin vui cho những bệnh nhân mắc chứng bệnh run tay. Sau khi chữa trị bằng thuốc men mà không có hiệu quả thì Bệnh viện Orange Coast Memorial đang có một chương trình có thể giúp chữa trị khỏi bệnh run tay bằng kỹ thuật MR Guided Focus Ultrasound. Đây là phương pháp dùng sóng siêu âm với cường độ tập trung cao theo chỉ dẫn của MRI để tiêu diệt các mô não gây ra tình trạng run tay cho bệnh nhân, đã được FDA chuẩn thuận vào năm 2016. Với phương pháp này, quý vị không cần phải mổ xẻ, cấy ghép thiết bị trong người nên không có nguy cơ cao bị nhiễm trùng, có thể thấy hiệu quả ngay lập tức, chỉ mất 3 đến 4 tiếng đồng hồ và không phải nhập viện, gọi là inpatient đó thưa quý vị, nội trú. Ngoài ra, ngoài UCLA và Stanford Hospital, Bệnh viện Orange Coast Memorial là bệnh viện duy nhất có phương pháp này ở quận Cam. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với Hương Thơ 714-378-7969 để tìm hiểu thêm chi tiết. Và trở lại với đề tài ngày hôm nay là những cái bệnh thông thường liên quan đến rối loạn cử động thưa bác sĩ. Thì nói về cái bệnh run tay gọi là essential tremor đó thưa bác sĩ, là cái nguyên nhân nào gây ra người ta bị cái run tay như vậy? Run tay thì có nhiều lý do. Một trong cái đó là idiopathic. Idiopathic tức là tự bệnh nó xảy ra, thì bệnh này nó xảy ra, nó có tính cách gia truyền. Thường thường những người bệnh bắt đầu có bệnh vào tuổi 20 đến 30 và có một cái peak thứ gì mà bệnh nó phát hiện vào khoảng từ 50 trở đi, 50 đến 60. Thì cái thường thường nó gọi là benign essential tremor, tức là bệnh nó không có gì nặng lắm đâu. Thì nó hơi hơi một chút thì lúc nào người ta dùng cái gì thì nó run. Như là cầm ly cà phê hay là gài nút áo này là người ta làm không được đúng không ạ? Nhưng cái run nó thường thường không nặng lắm. Lâu lâu mới có người cần đến mổ xẻ và chữa bệnh, chữa trị. Thế ngoài ra có một cái run khác nó cũng tự nó đến. Nó gọi là dystonic tremor. Tức là vì cái loạn trương nó kéo qua một bên xong mình chống lại nó, thành nó cũng thành thế này, run là nó thế này. Bây giờ nếu mà cái tay mình kéo lại rồi mình chống lại nó, kéo xuống rồi mình chống lại thì nó cũng thành một cái hiện tượng này. Nhưng mà cái này nó là dystonic, là chỉ do một hướng thôi. Thế ngoài ra có những cái bệnh nó tạo ra bởi ảnh hưởng đến cái chất đồng trong người, nó gọi là Wilson disease, thì nó cũng tạo ra cái tremor như là wing beating, là hai đầu cánh tay gần gần người. Thế ngoài ra cái gọi là rest tremor, tức là run khi mình thư giãn, thì thường thường xảy ra Parkinson. Mình Parkinson họ run nhưng chỉ khi nào mình họ thư giãn xuống họ mới bị thôi, còn lúc họ làm cái gì thì không. Thì nhiều bệnh nhân đến với tôi hỏi tôi bị run, ông chữa cho tôi, cho thuốc này không, ông cử động cái tay hay ông cầm cái gì thì cái tay nó hết run liền à. Thì đâu cần phải uống viên thuốc, ví dụ như vậy. Còn khi mà cái essence syndrome cái nặng quá đó thì người ta không làm việc được. Có những người nặng đến nỗi mà tay nó cài nút áo không được, hai amplitude, tức là cái cường độ nó mạnh ấy, thì người ta không làm cái gì được, không ăn uống được. Tôi đã nhìn thấy những bệnh nhân nó cao quá đến nỗi mà người ta phải ăn bằng cách liếm chiếc đĩa trên bàn như con chó. Thì những cái bệnh đó, những cái trường hợp đó, thuốc sẽ giải quyết được một phần thôi, không được hết. Thì lúc đó cái ultrasound được guided treatment là một cái method rất là appropriate. Cái này là mới bác sĩ ha, mới được chấp thuận là 2016, mới 4 năm thôi. Vâng, cái này mới, không có sử dụng ở nhiều nơi, chỉ một số bệnh nhân, bệnh viện mà có một cái nhiều bệnh nhân đó thì mới dùng tới. Thế thành vì vậy cho nên Orange Coast, vì cái chúng tôi về đây ở đây có nhiều bệnh nhân, thành họ mới quyết định invest vào cho cái máy cũng này. Nhiều bác sĩ mà bệnh viện cũng bỏ ra đầu tư về cái phương pháp này, phải có cái máy đó, phải mua cái máy đó phải không bác sĩ? Vâng. Và thưa bác sĩ, vậy là khi mà một bệnh nhân nào qualify, đủ điều kiện để được thử cái phương pháp này ạ? Thường thường nếu mà ngày xưa người ta có mổ bằng cách đục cái lỗ trên óc, xong đẩy một cái kim vào đến cái địa điểm đó, xong làm
coagulate, làm chết cái tế bào ở cái khu vực đó và kéo ra, thì cái đó more invasive, hồi nghĩa là táo bạo một chút, thành chúng tôi nghĩa là kỹ càng hơn, tức là phải bệnh phải thật nặng rồi mới cho chữa. Nhưng vì cái phương pháp này đó không cần đến mổ xẻ mà nó nghĩa benign, tức là chỉ bằng đúng mấy máy móc từ ngoài vào, nên cái sự chỉ định cho cách chữa nó dễ dàng hơn, mình không phải đợi nó thật nặng mới làm. Nhưng mà họ cũng phải bệnh nhân mà bị các chứng run tay mà đến nỗi mà không thể sinh hoạt bình thường như cầm uống ly cà phê hay cái quần áo. Tức là nó phải có ảnh hưởng đến đời thì sống. Thì bác sĩ tới một người bác sĩ như thần kinh như bác sĩ để thẩm định, evaluate, coi họ có đủ nặng để được cái chữa đó. Không phải đủ nặng là loại nào. Tại vì loại nào có nhiều người run đó là tại vì họ uống một chất gì đó nó tạo ra cái run. Thì tại sao mình mổ ta làm chi vậy? Còn dùng cái ultrasound này là họ chỉ nói là một tay thuận nhất của họ trước, không có thể nào làm hai tay ạ. Ngay cả cái này tương đối là benign, mình chỉ dùng ấy, người ta cũng chỉ mổ một bên trước. Tại không muốn làm hai bên, lỡ xảy ra cái chuyện điền cái hai tay người ta không xài được thì cũng như người bị chặt tay à. Và nghe nói là họ có thể họ khi làm cái phương pháp này họ không bị đánh thuốc mê để họ phải không, tại vì mình phải nhìn thấy cái run để mình họ phải tự động để cho bác sĩ thấy, nhưng mà bệnh nhân không cảm thấy cảm giác gì hết vì trong cái óc á, nó không có cái dây đau, óc nó cảm nhận được cái đau nhức từ xương, cái dây thần kinh chạy đến nó, nhưng chính họ lại không có dây thần kinh cho nó, thành mình đụng vào nó không có cảm giác. Nhưng mà họ vẫn biết được họ đang làm gì. Vâng, họ đang làm. Thế mình lesion cái đó tự nhiên nó hết đun thì mình biết mình đúng. Chứ không làm sao mình biết mình đúng. Vâng. Vậy là nếu bệnh nhân nào mà cần đến phương pháp này là phải đi gặp bác sĩ khoa thần kinh như bác sĩ Daniel Dũng chứng trước. Chứ có thể nào đi thẳng vô cái chương trình đó đâu được, không phải không? Phải có sự giới thiệu. Nước tự do, ai muốn đi thì đi. Bị cái gì thì đáng chịu, sai thì đáng chịu. Còn nếu mà qua chúng tôi đó, xét vào cái này có vào không, cái nào không vào. Chứ đừng có vào nổ nơi chứng, ông chứ ông chữa sai tôi. Và đã được biết là Medicare đã chấp thuận chi trả cho những chi phí này, còn những cái bảo hiểm khác thì có thể quý vị phải nói chuyện với các bác sĩ và bệnh nhân sau nó nói chuyện được, phải ông bác sĩ khám xong rồi quyết định lý do là tại sao ở đây mình không dùng thuốc, tại sao đây mình không dùng thuốc và tại sao đây mình mổ nhá. Thì lúc đó rồi mới đi đến còn cái kiềm sau mà bệnh nhân nhảy là nếu mà người bị essential tremor thì họ phải thử nghiệm như thế nào, hay là chỉ được bác sĩ chẩn đoán bằng cái hành động của họ như nãy bác sĩ nói? Có phải thì mình chẩn đoán bằng cái hành động, tại vì mình phải xem đây có phải có là người dạy CT scan hay gì trước không xem người này có phải thật bị bệnh không hay là giả bộ. Ok, hoặc là người này cái triệu chứng của bệnh này là do uống cái gì mà tạo ra, ăn cái gì mà tạo ra, hoặc là vì một lý do gì đó tạo ra. Vì vậy cái vai trò của một người bác sĩ thần kinh rất là quan trọng, nên quý vị có những chứng rối loạn thần kinh xin nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu đến một bác sĩ khoa thần kinh, như là bác sĩ Dũng đây có một cái văn phòng có rất nhiều bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có bốn bác sĩ hiện tại phải không ạ? Năm bác sĩ về chuyên khoa thần kinh. Mặc dù Hương Thơ biết là ai cũng muốn gặp bác sĩ Daniel Dũng Trương thì rất là khó, nhưng mà các bác sĩ khác cũng có thể giúp được cho quý vị. Và thưa bác sĩ, trong thời điểm này thì có nhiều người ngại tới bệnh viện đó, thưa bác sĩ, vì họ nghĩ là chúng ta đang thâu giữa tháng Giêng năm 2021, thì nhiều người họ ngại là tới bệnh viện để khám bác sĩ hay là sợ lây lan cái vấn đề virus. Thì bác sĩ có lời khuyên nào không ạ? Văn phòng chúng tôi thì tất cả mọi người đã vaccine hết rồi, tức là người ta lây cho chúng tôi chứ chúng tôi không lây sang cho ai cả. Dạ vâng. Vâng. Và tôi chính là bản thân tôi đó, nếu mà Hương Thơ nhìn xem trên internet đó, thì tôi có publish hai cái bài về vấn đề đối xử với COVID-19 cho ngành thần kinh. Bác sĩ có thể nói sơ qua không để cho quý không, vị? Cái đó là cái này là cái kinh nghiệm rút của 16, vì vẫn nó có vấn đề chính trị. Nhưng người bảo là không được, ông tổng thống cũ bảo mình là không đeo mask, rồi mình đeo mask, thành chúng tôi mới họp lại 16 giáo sư của 10 quốc gia, thế rồi nghĩa là vote cái ý kiến ra, cái nào mà thấy có hiệu quả thì viết ra, thì chúng tôi viết một cái bài về cái đó, thì nó được Hội Thần Kinh Thế Giới chấp nhận và đăng ngay lập tức hồi tháng 8 vừa rồi. Vâng, vậy xin bác sĩ có một lời khuyên một lần nữa để cho vấn đề virus hiện nay, để chúng ta tránh bớt sự lây lan. Có nhiều người vẫn không tin đó bác sĩ.
người ta không tin mình đâu có thuốc chữa bệnh ngu sao lắm thì được. Thế cái chuyện mà muốn tránh thì dễ lắm, đeo cái mask xong keep một cái distance thì cái số lượng mà virus ngay cả mình bị đó, thì nó bắn ra nó hòa vào không khí thì nó loãng đi rồi, nó không đủ để nó tạo ra bệnh. Vâng, yeah. Được biết là tân Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden cũng muốn là làm cái gì cũng tất cả mọi người đều làm cùng một lúc, thì như bác sĩ có lần nói với Hương Thơ đó, nếu mà mình mandatory cùng một lúc thì nó hiệu quả hơn, phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, bây giờ chúng ta đang gần hết giờ, xin bác sĩ nhắc lại những cái điểm quan trọng trong cái buổi tối chuyện ngày hôm nay ạ. Về... cái bệnh mà tremor đó, nó có nhiều dạng lắm. Thì vấn đề quan trọng nhất xem nó là cái dạng nào. Có những dạng mình không phải mổ, có những dạng mình phải uống thuốc, có những dạng mình chỉ không làm một cái cử động nào đó thì nó hết. Thí dụ ngắn, tôi có một ngày xưa có một người, một tài tử Mỹ, bà ta đóng rất nhiều phim, thì Los Angeles cả chúng tôi tại vì cho một cảnh phải quay phim bà ấy put make up thì tay bà run, bà ấy làm không được. Thì bà này bị cái dystonic tremor, tức là bà làm cái gì bà ấy run. Thì hỏi tôi chữa bà, tôi đố phải cho uống thuốc. Tôi bảo thôi bà ơi, bà lấy cái tay bà tựa vào chỗ nào xong bà vĩnh ấy, thế là xong chuyện. Đúng rồi, bà phải bà tựa vào một cái chỗ đó, bà đỡ cái tay của bà ấy làm cái make up, thế là quay được cái đoạn phim đó. Không cần thuốc gì. Và có những bệnh thì thường như essential tremor, mà khi mà cái tremor, cái run nó mạnh quá để ảnh hưởng đến đời sống của mình thì có thể dùng thuốc. Nếu thuốc không có hiệu nghiệm thì có thể dùng phương pháp mổ mà hiện tại mà Orange Coast Memorial mới offer. Vâng, thưa bác sĩ, cái bệnh mà essential tremor nó có làm người ta chết không ạ? Không chưa ai chết vậy đó. Nhưng mà họ không được sống bình thường mà ăn uống như giống như bác sĩ không, nói. Chỉ có một số người nhỏ thôi. Khi bệnh nó nặng, người ta không dùng đến tay để họ đụng đến đâu tay nó cũng khổ lắm bác sĩ hả? Nó chạy loạn lên. Không? Thì trường đó mới nói, còn số đông có thể nghĩa là sống chung hòa bình với căn bệnh được. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Daniel Dũng trên rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhắc đến quý vị một phương pháp chữa trị bệnh run tay mà những quý vị nào mà như bác sĩ nói là cần sau khi được thẩm định bởi các bác sĩ về thần kinh cần đến cái phương pháp này thì Bệnh viện Orange Coast Memorial có chương trình có thể giúp chữa trị bệnh run tay bằng kỹ thuật gọi là dùng ultrasound, phương pháp dùng sóng siêu âm với cường độ tập trung cao theo chỉ dẫn của MRI để tiêu diệt các mô não gây ra tình trạng run tay cho bệnh nhân. Một phương pháp không mổ xẻ nên không có nguy cơ cao bị nhiễm trùng và quý vị có thể thấy hiệu quả ngay lập tức và chỉ cần đến 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà thôi, không cần phải nhập viện. Và Bệnh viện Orange Coast Memorial như bác sĩ nói là một trong những bệnh viện duy nhất ở quận Cam ngoài UCLA và Stanford Hospital. Mọi thắc mắc xin quý vị gọi cho Hương Thơ số 714-378-7969 và những nếu quý vị muốn làm hẹn với bác sĩ Daniel Dũng Trương xin ghi lại số điện thoại trên là số 714-378-5062. 714-378-5062. Xin cảm ơn bác sĩ Daniel Dũng Trương rất nhiều và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới ạ. Cảm ơn Hương Thương. Chào quý vị khán giả.